chỉ cho ăn mắm rồi nhá. Đợi cháu con khoái dám ăn. Dạ. Chị em cháu đi ra ngoài tế. Mua đứa chứ ôi lại đi. Hả? Bảy năm. À hả? À kia. Cháu mua mày đây, hai đứa ai đây? Vâng. Dạ. Em xin chào tất cả ông bà cô chú anh chị em mọi người ơi, hai chị em hôm nay đang rủ nhau ra ngoài đền chùa. Ở chỗ em có một cái đền hôm nay rằm, thế là chị em đi mua lễ ra chùa đây. Tiền vàng nữa ơi, sắm cho đầy đủ. Hôm nay rằm ở ngoài chùa đang tổ chức thắp hương thì cũng bái đông lắm. Hai đứa hai túi mà xách ấy. Không như ra đó phải xách cho nó. Bánh kẹo, tiền vàng, hương giang. Không để ra thì nó sắp hương cả nhà. Đem xách cho, hay bỏ gió chị ấy, bỏ gió. Đi. À, mốt không? Có rượu một cái nướng tám rượu là được. À thế ạ? À? Dạ. Vâng. Chị. Dạ. Con xin chào các ngài ạ. Chị em nó đi thắp hương được lơi giờ sáng lên đền chùa chính thức. Đây cũng là một ngôi đền nhưng như kiểu nó là đền khác nên là đền hai ngôi ở hai bên á, chứ không phải ở một chỗ. Chị em ép vô bên đi chị. Mấy số ghép về đây không này. Dọc đường ai muốn đi đi. Chị em mình đi muộn chứ. Chúng ta đi đông lắm. Vất thì giỏ xé. Cái hồ này đợt trước em xuống nước đầy đẹp lắm. Mà giờ này cạn đấy mà. Đây là ngôi chùa ở nơi em mới thành lập lại cách đây 4-5 năm. Bây giờ bắt đầu mới tu sửa rồi. Làm lại nên là các bà, các mẹ gì là đi rất là đông. Không phải à? Điện tự chủ điện dân năm nay đã hoạt động thì dân quân bản hà công nhân điện tử đang luôn trụ tỉnh thành và đang trọng điện tử. Vậy hôm nay điện to phủ lớn như này người ta không thể cũng vừa bản điện được. Đến chùa nó hương khói mù mịt. Hôm nay ngày rằm mới rất đông các mẹ các bà đến chùa thắp hương. Ở nội địa là một vùng chỉ mang thiết để làm cái cỏ nước vào vùng nước sạch sẽ từ trong đâu này từ bên phủ dưới một cái đồng cỏ bị mê từ ngày đã phải đi thì bà con tội về ai ai đây được ta phải tổng kết đấy là điện như này con nó làm thì phải những việc đó thì ta không biết. Thì gọi về gọi cho lại một lời chúc năm mới sức khỏe từ tổng lai yêu lành thì mong được đem đầy mà điều dự thì mong được tổng bây giờ chủ tọa của chùa đang phát biểu rồi bày giải rồi bày cho bà con cách đi vào đền thắp hương như thế nào rồi đang chúc mừng năm mới của bà con. Sau đây chúng ta vào để bà con đi xuống bắt đầu làm lễ đấy ăn mong dạ cháu cho tất cả được cả thì
cả nhà ơi, bây giờ còn đang làm lễ rất là lâu, bọn em cũng đã thắp hương và cũng cầu khấn cả rồi. Bây giờ chị em sẽ về trước. Còn mọi người chắc là phải từ giờ đến chiều ở nhà, bọn em phải về đấy ạ. Đẹp chưa cả nhà? Mợ, ngoài đi nào. Ngôi chùa này nhìn ra cánh đồng lúa này, đồng ngô rất là đẹp mọi người ạ, rất là thoáng mát. Cả nhà khi nãy em đi chùa về á, thế là làm sao hồi cúc cỏ trồng rau sao hồi à, gọi lên bảo hôm nay nên ăn lẩu, thế hôm nay được đi ăn cơm khách trên ông bà. Mở về về o thì bảo o lên, thế là mở với o làm nổ cái này, tới bờ kiếm được cá, thế là làm món cá chuối, thế là kêu lên ăn. Thế hôm nay bác không phải nấu nướng gì cả, chỉ việc lên ăn thôi. Đang kêu ầm đến kia, nó bảo tí là bác lên, nó chờ bác quý tí. Sao nó mấy đứa ăn đây cả không? Hai. Ôi trời, thành đúng rồi, đại gia đình luôn thế. Của ông nội đây. Ba ngồi đó không? Bà thế là cắt thịt ra đi á. Hai ông bà lịch sự chứ. Trời ơi, hôm nay cả nhà ăn thịt nướng. Ông 70 mà ăn tô đầy hôm nữa đấy. Này nhà em nướng thịt đây, bên đây là thịt trâu, thịt trâu nướng. Bên đây là thịt lợn. Mắt mũi toàn kém thế bay. Trời ơi, đau răng không ăn được rồi ngồi nướng. Thôi ăn đây, mời cả nhà ăn cơm nha. Hướng mà làm được nước mắm thì vẫn 8 giờ. Nhà đông người nướng ra thịt mà ăn thì vậy. Hai bếp nướng phục vụ luôn đấy. Cho ăn chén uống cho nó. Ăn được miếng mối chưa? Mình nghe chờ mù mịt chứ nó không biết. Hơi cháy đâu mà. Đâu, dưới này này. Rắn rắn đập nó nhỏ đây tôi chẳng ra rồi. Này ngon đấy mọi người. Nghe được. Đập mát. Đây là bữa nay ăn với thịt nướng thì ngắc ngứ luôn. Cá không ai ăn đến thì nữa. Công bà, bác bay cho bố nó nổ đau hết. Không nhớ nó bị gãy hay bị kéo rồi đi khỏi. Vì luôn nhá mâm ngón luôn. Tao không, tao ơi. Thì ngồi nó cộng đơn, cái cộng đơn. Ngồi kể chuyện cổ tích nữa chứ. Mâm ngón này. Anh Toàn rồi khuôn nắn rồi đấy chứ chứ. Xong xuôi, xong xuôi. Cậu cái cháu quá trời lại. Lót con. Ai gì gì gì. Cháu ăn cơm nó rồi là cháu về đi uống thuốc đi ngủ này. Đây xuống. Cháu về làm nhiệm vụ đây. Cháu về làm nhiệm vụ cao cả của cháu đây. Này. Quần áo mặc chật chẽ. Thôi cháu uống cháu đi ngủ để chiều đi học thôi. Nè. Rồi. Thôi. Uống thuốc xong đi ngủ nhé. Con rồi. Ồ, cái quần này.
kéo lên ta thử. Ui dạ. Nhưng hai mẹ con lên giường ngủ để con đi học ấy. Con một tí là xong rồi. Ăn bông. Con ăn bông đi nè. Ừ. Cháu tạm biệt đây. Cháu tạm biệt các ông bà cô chú, cháu đi ngủ để chiều cháu đi học đây.